Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Sửa 88. Hôm nay thì em có mẫu Titter Slipper Pro phiên bản 2021. Thì mẫu này do cái càng nó hơi bị xước, em đảo sang cái càng màu trắng thì cũng tiện thể em bán xả hàng luôn. Thì mẫu xe này thực sự là một mẫu đã đi rồi, nhưng mà đồ đạc các thứ còn mới nguyên các bác nhá. Vì sếp của em lấy ra đi hôm 30/4/5, đi có một buổi với hội, thế là để lại không đi nữa. Nên đây các bác nhìn thấy đây, vành viết các thứ còn nguyên nhá. Đấy, phanh thì còn nguyên, hầu như mà đi được có 1-2 lần nên em bỏ ra bán xả cho các bác. Thì mẫu xe này hiện tại đang có giá trên website Sửa88.vn là 22 triệu đồng, thì lần em bán xả chỉ còn 16.600.000 đồng, giá em công bố luôn các bác nhá, 16.600.000 đồng với chiếc Titter Slipper Pro. Con này thì nó là size 48 các bác nhá, size 48 giống ngang 53,5 size S. Đấy, đây là màu bạc, khung khiết còn mới nguyên, chưa bẩn xước tí nào các bác nhá. Các bác để ý khung này, còn mới nguyên, chưa xước một tí nào luôn. Nếu xước thì em không bán. Đấy, ngoài ra thì cụ phanh này, 1.5R7000 này. Cụ đề sau Shimano 1.5R7000. Đấy, xích lip sử dụng lip 1.5R7000, xích 1.5R7000, đùi đĩa Shimano 1.5R7000. Đây hơi xước nhẹ một xíu này. Đấy. Cùi đề 1.5R7000. Máy ơ sử dụng máy ơ Retropack dạng nổ siêu chớn, căm dẹt, vành Retropack. Xăm nốt Ultra Sport các bác nhá. Xăm nốt Ultra Sport cấu nguyên carbon này. Yên Titter này. Đấy, bô tăng ghi đông nhôm. Tay đề vẫn là 1.5R7000, dòng này là dòng full 1.5R7000. Đấy. Càng trước là càng trắng carbon này, càng Titter carbon. Máy ơ Retropack dạng nổ siêu chớn. Đấy, mẫu xe này hiện tại đang có giá 22 triệu đồng. Nhưng mà trong video này bán xả cho các bác chỉ trong 5 ngày duy nhất, từ hôm nay ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 11 các bác nhá. Giá là 16 triệu 600 nghìn đồng. Cho bạn ạ, nhanh tay alo trước hotline 0933 522 186 các bác nhá, hoặc 0936 307 317. Vì đây là bản full, giá toàn hơn 20 triệu mà xe em đi có 1 tuần, nên em bỏ ra bán xả cho các bác chênh hẳn 6 triệu đồng đối với chiếc xe này. Các bác thấy đi có 5 ngày mà nhiên mất hẳn giá hơn 5 triệu, quá tiếc. Chúng là để em đi cũng được nhưng mà sếp không cho, bỏ ra bán các bác nhá. Nên những bác nào mà đam mê xem cái dòng full có thể là alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 để đặt hàng mẫu xe này các bác nhá. Đây là Titter Slipper Pro các bác nhá, Slipper Pro. Khung màu bạc càng trắng. Đấy, full luôn. Chưa xước một tí nào luôn. Giá 16 triệu 600 nghìn đồng. Đấy, các bác đặt hàng bằng cách alo hotline 0933 522 186 các bác nhé. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Đây là video bán xả hàng chiếc Titter Slipper Pro. Xin chào các bác.